Hello. Hello. Chôm chôm chôm. Oh wow. Oh. 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 Hôm nay đến vườn chôm chôm, vườn sầu riêng, hái chôm chôm. À, đây là chôm chôm chóc nha. Wow. Wow. Chôm chôm chóc. Ngọt lắm. Wow. Ngon chúng không? Ngon ghê lắm. Rất ngon. Ngon lắm á. Ngon. Xin chào, hôm nay đi vào vườn sầu riêng. Ok. Rồi, chân đi vào xuống. Thơm. Quả nào thơm? Quả này. Quả này. Quả này được. Quả này chưa chín đâu. Để sao có được. Chú Hạp, Johnny. Xin mời nha. Thơm lắm. Ngọt. Đây là sầu riêng Thái chín cây. Rất là ngon. Ngọt, béo. Tuyệt vời. Ngon. Ngon nhỉ? Ngon. Chú Hạp, chú Hạp. Bỏ đây. Để bộ đi ăn cơm. Cơm ăn muối nữa đi nhỉ? Chú Hạp ăn đi bụng cơm, cơm đây, đây, ăn đây, sau. Sầu riêng này có mùa. Thế nhỏ chị đang mở đây. Ngon thật. Rất là ngon. Ăn, ăn, ăn. Đó. Ăn, 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 ăn.
Cháu ơi, có ăn cho chỉ ăn có muối nhỏ à. Vậy thôi. Rồi, xin chào các bạn nhá. Bye bye.